Thưa quý vị, trưa nay tại khu vực chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng có vũ khí khiến người dân hoang mang lo lắng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã bị bắt giữ. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng. Sau đó, đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hồi. Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh, Công an thành phố Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân di chuyển vào hiện trường. Do đây là khu vực trung tâm thành phố Huế đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến nhà Lục Giác, công viên Trịnh Công Sơn. Lúc này, đối tượng có biểu hiện kích động, muốn tự vẫn. Đại tá Phạm Văn Toàn, trưởng phòng cảnh sát hình sự và một số đồng chí khác trực tiếp tiếp cận, trò chuyện và thuyết phục đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng đã yêu cầu được nói chuyện với đại tá Đặng Ngọc Sơn, phó giám đốc công an tỉnh. Khi được đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ động viên thuyết phục, đối tượng đã đồng ý và giao nộp vũ khí. Bước đầu xác định, đối tượng tên là Ngô Văn Quốc, sinh năm 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.